Kính chào quý đồng nghiệp và các em học sinh thân mến. Cô tên là Nguyễn Anh Thư, là giáo viên trường tiểu học A thị trấn Núi Sập. Hôm nay cô đến với các con qua bài kỹ thuật lớp 4, cắt khâu theo sản phẩm tự chọn tiết thứ tư. Tiết học hôm nay, các con sẽ đến với bài cắt khâu theo sản phẩm tự chọn tiết 4. Đến với tiết học này thì các con sẽ chuẩn bị cho cô một mảnh vải, chỉ màu, kim khâu, kéo, bút chì, nước kẻ và giấy thang. Đối với bài hôm nay, yêu cầu của bài là các con sẽ sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt khâu thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản. Có thể chỉ vận dụng 2 trong 3 kỹ năng cắt khâu thêu đã học. Ngoài ra các con có thể vận dụng kiến thức kỹ năng cắt khâu thêu để làm được một cái đồ dùng đơn giản, phù hợp với học sinh. Chúng ta sẽ vào hoạt động 1, đó là hướng dẫn thực hành. Ở tiết này, cô sẽ hướng dẫn cho các con hai quy trình. Một là quy trình làm chiếc khăn tay, hai là quy trình làm chiếc túi đút dây. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái quy trình làm chiếc khăn tay. Bước 1, các con sẽ kẻ cắt khăn tay. Các con đặt miếng vải trên bàn, vuốt cho nó thẳng. Mình dùng thước và bút chì để mình đo cái một trên miếng vải một hình vuông có cạnh là 30 cm. Chúng ta sẽ kẻ một cái hình vuông có cạnh là 30 cm trên miếng vải. Chúng ta sẽ dùng kéo cắt các cái đường này, các cái đường kẻ, cắt theo các cái đường kẻ để có thành một cái miếng vải hình vuông có cạnh là 30 cm. Thứ hai, chúng ta sẽ là tiến hành hoạt động là viền nét vải. Các con vuốt cho thẳng miếng vải, các góc cho thẳng. Sau đó chúng ta sẽ xếp các cái mép vải này lại. Rồi chúng ta sẽ dùng mũi khâu thường hoặc là khâu đột thưa để chúng ta khâu viền 4 mét vải này. Bước 3, chúng ta sẽ tiến hành thêu. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ màu thêu trên giấy. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái miếng giấy thêu này ở giấy vẽ này lên trên bàn mặt. Trên mặt giấy thang, kê lên trên cái miếng vải của mình. Chúng ta sẽ sang mẫu thêu. Sau đó chúng ta lấy tờ giấy vẽ màu và tờ giấy thang ra. Chúng ta đặt cái miếng vải lên trên cái bàn căn ở trên cái trong cái hộp đồ dùng. Chúng ta kéo và gài lại, gài chốt, khóa chốt an toàn lại, khóa chốt lại cho cái bàn căn nó căng ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ lựa chọn màu theo cho màu chỉ thêu cho nó phù hợp. Trên hình vẽ đây là quả cam, cho nên chúng ta sẽ lựa chỉ màu cam để chúng ta vẽ cái quả cam, theo quả cam. Cái cuốn của quả thì chúng ta sẽ sử dụng là chỉ màu nâu hoặc là màu đen hơi ngã ngã. Và cái lá thì chúng ta sẽ sử dụng màu xanh lá. Và chúng ta tiến hành theo mũi móc xích hoặc mũi khâu đột thưa. Vừa theo chúng ta vừa lấy tay kéo chỉ nhẹ nhẹ, kẻo sợi chỉ nó sẽ bị tưa, miếng vải sẽ không đẹp. Và chúng ta có thể dùng tay để miết nhẹ cho nó thẳng ra. Thì đó là cái quy trình chúng ta sẽ vẽ cái theo cái quả cam.
trên cái chiếc khăn tay. Tiếp theo, cô sẽ chỉ cho các con, hướng dẫn cho các con quy trình làm túi rút dây. Bước 1, chúng ta sẽ đo cắt vải. Đặt cái mảnh vải lên bàn, vuốt phẳng mặt vải. Đo kẻ trên mảnh vải một hình chữ nhật có cạnh dài 20 cm, rộng 15 cm. Chúng ta sẽ cắt vải theo đường kẻ để được mảnh vải khâu túi. Bước 2, chúng ta sẽ cắt khâu phần luồng dây. Vạch, chúng ta vạch dấu cắt hai bên phần luồng dây. Chúng ta sẽ gấp đôi cạnh dài của vải. Vạch một đường vạch dấu dài 1 cm ở cạnh cạnh dài bên có 2 mét vải và đường dấu cách mép vải cách mép trên là 3 cm như hình vẽ. Cắt theo đường vạch dấu ngắn đoạn 1 cm. Sau đó chúng ta mở vải ra, gấp mép hai bên vào mặt trái của vải và miết phẳng. Khâu lần lượt từng đường gấp mép ở hai bên bằng mũi khâu thường hoặc mũi khâu đột. Tiếp theo chúng ta vạch dấu và gấp mép tạo phần luồng dây. Vạch hai đường dấu cách đều ở mặt trái của vải, một đường cách mép vải trên 5 mm và một đường cách mép vải trên là 2 cm như hình vẽ. Các con nhìn. Đây từ trên xuống thì là 5 mm và từ trên xuống đây là 2 cm. Chúng ta gấp mép theo hai đường dấu và miết phẳng. Cuối cùng là chúng ta khâu viền đường gấp mép. Khâu lượt đường gấp mép, lật vải để mặt vải ở trên, vạch một đường dấu cách mép phía trên là 12 mm. Khâu viền theo đường dấu bằng mũi khâu thường hoặc mũi khâu đột thưa, chúng ta sẽ được phần luồng dây. Rút bỏ sợi chỉ khâu lượt. Bước 3 là khâu phần túi. Thì chúng ta gấp đôi mảnh vải theo cạnh dài, để mặt vải của vải úp vào nhau, miết kỹ theo đường gấp. Vạch hai đường dấu cách mép vải 1 cm. Khâu theo đường bằng đường dấu bằng mũi khâu thường hoặc mũi khâu đột thừa. Khâu xong, lộn túi sang mặt vải. Bước 4 là lồng dây vào túi. Cắt đôi sợi len đã được chuẩn bị trước. Dùng kim băng nhỏ hoặc cặp tăm để lồng dây vào phần luồng dây. Kéo hai đầu dây bằng nhau và buộc lại khỏi tụ. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hai quy trình làm túi rút dây và thêu chiếc khăn tay. Hoạt động 2 các con sẽ thực hành. Khi thực hành thì các con phải cẩn thận khi dùng kim, kéo để khỏi bị thương tích cho bản thân của mình và bạn. Trong lúc thực hành, các con để vải vụn vào sọt rác để giữ vệ sinh nơi học tập của mình. Sau khi thực hiện xong các sản phẩm của mình rồi thì bây giờ các con sẽ trưng bày sản phẩm của mình nhé. Đây là chiếc túi rút dây đã hoàn chỉnh. Chiếc khăn tay đã được thêu. Và chúng ta sẽ nhận xét, nhìn xem cái sản phẩm của mình và sản phẩm của bạn. Rồi chúng ta sẽ đánh giá cái kết quả với nhau nhé. Đối với hoạt động đánh giá này thì chúng ta sẽ có cái tiêu chí đánh giá như thế này. Hoàn thành tốt là chúng ta sẽ vận dụng được kiến thức kỹ năng cắt khâu thêu để làm được đồ dùng đơn giản phù hợp. Hoàn thành là chúng ta sẽ sử dụng được một số dụng cụ vật liệu cắt khâu thêu để tạo thành một cái sản phẩm đơn giản. Có thể chỉ vận dụng 2 trong 3 kỹ năng cắt khâu thêu đã học. Chưa hoàn thành có nghĩa là chúng ta thực hiện chưa được sản phẩm. Chúng ta sẽ nhận xét sản phẩm thứ nhất nhé. Đây là chiếc túi cắt khâu thêu. Đối với cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhận xét các bạn là đã cắt được mảnh vải, khâu được mảnh vải và đã làm được một cái túi rút dây hoàn chỉnh phù hợp với mình. Như
vậy thì sản phẩm này thì chúng ta sẽ đánh giá là hoàn thành tốt. Sản phẩm thứ hai đó là chiếc khăn tay. Thì các bạn đã cắt được miếng vải hình vuông cạnh là 30 cm. Sau đó bạn đã viền thâu bằng các đường mũi thâu thường, thâu đục thưa. Và sau đó các bạn đã thêu cái hình này là theo cái đường mũi thêu móc xích. Là sản phẩm này đẹp mắt, đủ các kiến thức kỹ năng. Sản phẩm này sẽ đạt được là hoàn thành tốt. Và chiếc khăn tay thứ hai cũng vậy. Các con thấy đây, bạn cũng đã cắt được một cái miếng vải hình vuông có cạnh là 30 cm. Rồi bạn thâu viền được cái chiếc khăn tay này bằng mũi thâu thường và thêu được một cái bông hoa theo cái đường mũi móc xích. Và sản phẩm này của bạn cũng hội đủ các điều kiện để đạt được là hoàn thành tốt sản phẩm. Như vậy thì sau khi cô đã nhận xét ba cái sản phẩm này thì các con sẽ dựa vào đây để chúng ta sẽ đánh giá các sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của bạn sao cho nó phù hợp ha. Như vậy thì bạn nào chúng ta chưa thực hành được chiếc túi rút dây hoặc khăn tay thì về nhà các con sẽ thực hiện lại làm cái túi rút dây và cái khăn tay cho mình. Và các con sẽ chuẩn bị cho cô đầy đủ cái đồ dùng cho tiết học sau. Tiết học này đến đây là hết. Cô mong rằng sau tiết học này các con sẽ biết cách thâu thêu một sản phẩm tự chọn mà mình yêu thích. Thân chào quý đồng nghiệp và các em học sinh thân mến.